Ôi, mày cào vào người tao rồi đấy. Mimi, à quên, Beo. Đây. Đây mà. Cô giáo chẳng dặn trước ấy, thế là chị cũng cho đi mà. Đi ăn sáng xong hết rồi. Thế xong rồi thím chị mới đi ạ. Hà Linh nhà mẹ ăn trộm tiền đâu mà đi mua kẹo mút đấy Hà Linh. Mày khổ phết nhờ Tâm nhờ. Tao chưa thấy ai khổ như mày đâu. Hà Linh nhớ biết là thùng rác cho mẹ rồi. Mẹ tờ giấy lạnh sao? Hai con chết đói này. Bụng này, cái bụng nó như thế này ơi. Cho mẹ cái tờ giấy lại như này, giấy rất là này. Ô thế à? Lúc đấy chị đi ăn sáng rồi, thế là lên đón con là cái Trang nữa, thế là tím vị điện. Chắc là chị quên thông báo. Vừa mở cửa xong ấy, thế mà nó chạy, nó chạy như hai con điên vào đây ấy, xong nó cào cấu tay chị. Sáng nay đóng cửa
vừa nãy thầy mở hết ra rồi, nhìn nào. Cái con này nữa, như con chết đói ấy. Này, cái bụng nó vẫn như thế này, vẫn hiện trạng bụng y như thế. Ăn dâu dính hết vào phô mày. Đâu mày thì xem mày có phải là khổ không hả mèo? Hả mèo? Hả mèo? Đây. Đây là bư. Sao? Con nghe sợ mèo. Con ấy tên sò, tên mơ, tên nào để mơ? Tên nào? Cô có tên nào đẹp hơn? Ơi, cô không biết. Cô về. Đấy, đúng rồi, hôm nay đi phải liếm cái thử tìm rách mẹ lưỡi ấy. Đây, đây. Bèo ơi, Bèo à, đây mà, của Bèo đây mà. Cái thìa đâu rồi? Mất thìa. Đây. Ồ, vãi. Đi ra đây ăn đi, không ăn hết bây giờ. Con kia nó mất dạy lắm, mà không biết là nhường đâu. Chị biết bắt nạt con sò đấy. Bắt nạt con bò. Sò. Con bò. Chết mặt. Con chó rồi. Nhà chị Hải Linh đây. Đây là con mèo. Mèo. Đi vào. Hả âm vãi. Mày ơi, mày đi ra lau cho tao cái bàn. Mày vừa ăn bún cái. Mua bún rồi cho mày ăn. Xong tao lại phải đi hầu mày nữa là thằng chó đấy. Đâu vừa mẹ vừa kêu con là bố à. Đi dọn đi con. Bố. Bố tao tao còn chứ hầu mày nào cho tao. Ăn cơm bố đã gọi con về là con có về về. Mèo gặp tinh con lợn. Nguyễn Đức Ngọc. Sáng nay chị ngồi ăn bánh nhà bà Ngân. Xong rồi nghĩ là mình chẳng nói chuyện gì đâu. Xong rồi bà Ngân nói chuyện nhiều lắm. Thôi mẹ nói nó không nên lời. Ra đây nằm xem cái Hà Linh nó có làm gì con đâu. Ăn bánh mì đi. Ăn bánh mì đi. Bố mày điên lên rồi đấy. Mày sợ mèo mà mày mặt mày nghe nhở đấy kìa sao. Mày sợ mèo hôm trước mày còn vuốt mèo đấy sâu ạ. À? Thật, lắm chuyện. Bày đặt. Mày ra đây, mày làm yêu mày. Lại hết rồi. Này, chứng tỏ cái con to là không nhát đâu thằng ạ. Tố con không nó nằm ngủ. Ý là chị bắt được nó ấy. Đi rửa cái này thay nước đi. Nó nằm ngủ với chị nhá. Nằm ngủ lâu. Kiểu lạ nhà nó to quá như nó thế. Nó chưa quen rồi. Đang ở đây à chị? Chính xác. Liếm hết đi. Bỏ đi liếm vỏ. Chất nước này mà có cái kỳ á. Vô duyên thế nhở. Mẹ đang cầm. Này. Quả bụng. Tội nghiệp không? Sợ không? Rưỡi thẳng ra. Cái bụng như thế này à. Bụng như thế này à. Phải thon thả như người ta thế này chứ. Mày vẫn mò, tao không cho ăn. Để cho mấy hạt ở đây. Mày bị điên à? Ăn đi má. Vẫn ra ăn tiếp. Vẫn ra ăn bình thường. Bờ
Đúng rồi, sợ mèo cũng ngồi đấy nhá. Cô lên đi, sáng mai không, nhá. Không, nhanh, không, 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 không. Nhà to vào. Nó sao không kêu mày không đi hỏi? Chả biết được. Mẹ khác thì chó sủa đâu.